Xin chào tất cả các bạn nha Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha Vào ngày 31 tháng 7 mình có một cái video hướng dẫn các bạn tham gia chương trình Lead and, lead and Earn chia tổng giải thưởng là 300 tập cần Avast đến từ sàn Bitmax thế bạn Thì mình làm cái video này để thông báo cho tất cả mọi người là hiện tại dự án tập cần Avast đã phân phối về với Bitmax cho tất cả các bạn nha bạn Thì mỗi địa chỉ sẽ nhận được một tập cần Avast một tập cần Avast mạng Avalanche này các bạn hiện tại thì tóc cần này các bạn chỉ giúp nhau một cái sen nha các bạn các bạn xả các bạn một tóc cần ở vách này của khoảng 40 mấy đô 41 đô các bạn rồi bạn nào muốn xả thì bấm vào một bán ga này các bạn bán ga đôi tê bạn chọn số lượng là một cái các bạn 41 đô mấy rồi bạn bấm ga nha các bạn sau khi bạn bán ga thì nó sẽ về của tê các bạn cúp về nha các bạn rồi quá là ngon mình uh, hiện tại tóc cần ipad này đang sạch rồi vậy video mình đã thông báo cho các bạn uh, dự án nhận tóc cần áo đến từ sàn với mắt đến đây cũng kết thúc các bạn vậy mình chào tạm biệt các bạn hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé quá là ngon luôn